Alo, đi hả? Tình hình BTC lúc này sao rồi? À, chúng ta vừa bị mất mát một số vị tướng. Mày có thể kể tôi nghe kỹ không? Ok, để tôi kể cho mày nghe. Ở đường trên vừa mới tổn thất khi một vị tướng quân ra đi. Sau một phát biểu hơi thiếu suy nghĩ nên đành phải nói câu chia ly. Nói về lực chiến của vị tướng này thì cũng phải ngang tầm Trương Phi, nhưng bị thiếu đi mất phần ăn nói và không có quá nhiều tinh ý, nên là vị tướng quân đã cái đi trong đêm. Mấy lời giải thích không một ai nghe thêm. Nhiều chiến công cũng không ai đồng đếm. Dù đã có dư lực xin lỗi nhưng lại càng xa thêm. Trong lịch sử cũng đã từng biết dù là công hiến hết mình, nhưng xã hội chỉ cần chiến thắng chứ đâu cần xét tới tình. Thì nhưng cũng lại chính là không được nói linh tinh, vì xã hội có nhiều cái gian để được cố liên minh. Do con vị tướng ở ngay trong khu gần vừa được thả tự do, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị thích khách là một pha thách thức gây đi trong bức bách. Vì thái độ tất trách không thể nào mà chết được ai khi lỗi bản thân mình. Phong độ thì đã không tốt cũng mất lòng ba quân, biết bao nhiêu là trận thua nhưng bản thân ao trình. Giờ còn vô thế khó thì tương lai gian truân. Còn vị tướng hỗ trợ thì càng đau, chắc một phần Sài Gòn quá rộng lớn nên là vô tình chúng ta để lạc nhau. Đã nhiều lần chủ ban đã tìm kiếm bằng cả hình thức như một câu đưa từ, nhưng chắc vị tướng này thích được tự do nên đã đi theo đội quân của thị hư. Let's go. Khi mà chưa tìm được một binh pháp khác thì chúng ta lại nhận thêm được thông tin mất mát. Tướng quân được giữa là dính phải drama, quân đội triều đình quyết tiễn ngài đi xa. Dù bao năm chinh chiến cho một cờ vàng đen, ngài cứ đi nhận lại được mấy lời ngợi khen. Ngài có khách chia ly toàn là tiếng vỗ tay, vậy là suy nghĩ kỹ thì bắt đi khổ sai. Wow. Sống trong một xã hội để lực lệ, cách chơi sẽ cho mày biết được ai người tốt còn ai là một người thật tệ. Họ sẽ luôn trân quý những gì mày cống hiến, dùng cả công sức để đem về, chứ không phải ép mày vô đường chết khi không giá trị rồi ép mày vô thế. Nhớ là anh hùng sẽ luôn sống dù có gặp bao khó khăn, vinh quang là thứ ta sẽ đạt được dù kẻ thù kia có ngăn. Sống ở trên đời thì phải đúng đạo dù cho bản thân hiểu thắng, chó săn chỉ chờ lúc mày sơ hở để mà xông gà cố cắn. Yeah. Vẫn sẽ có chiến về danh tiếng hay là tiếc, tụi tao vẫn sẽ bước tiếp với phong thái để lượt thiệp. Khi mày thách thức thì tụi tao vẫn cứ tiếp, dù tụi mày có làm khó đồng quân tao về chục hiệp. Có chưa tới đâu thì tao chưa mày tới đó, chủ công đã phát lệnh không có gì là quá khó. Nếu mày muốn lên đăng trên cao thì phải giúp đỡ họ trở thành sao, chứ đừng có nói mấy lời làm màu và chỉ quan tâm tới đồng tiền vào. Anh hùng sẽ luôn sống dù có gặp bao khó khăn, vinh quang là thứ ta sẽ đạt được dù kẻ thù kia có ngăn. Sống ở trên đời thì phải đúng đạo dù cho bản thân hiểu thắng, chó săn chỉ chờ lúc mày sơ hở để mà xông gà cố gắng.